nằm ở phía đông nam, với sự phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, Tân An nhìn như một thị trấn nhỏ. Mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến, nghe bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp trên vui. Bằng sự nỗ lực của cấp ủy, lãnh đạo và nhân dân, Tân An giờ đã là làng văn hóa. Xuân tắm tươi hương nồng say, ai xin ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng ra sao hôm xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao ta. Với phương châm luôn đổi mới và phát triển, người dân Tân An luôn biết cách tạo ra động lực để tiến lên cả về kinh tế, chính trị và văn hóa. Hôm nay những ngày đầu xuân Canh Tí, với sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền, đường xá Tân An khang trang rợp bóng cờ hoa của ngày hội xuân. Người dân tưng bừng tham gia các phong trào lễ hội, thể thao, văn hóa. Nhà nhà trang trí, lộng lẫy, tươi đẹp để đón chờ một năm mới thành công. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều xin mãi, xuân tắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng ra sao hôm xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc yêu những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm xuyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Để cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, người dân Tân An cùng nhau lên chùa dâng lên thành hoàng và Phật thánh lời nguyện ước đầu năm.
phân cầu. Chờ đón, lãnh đạo thôn đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng đảng mừng xuân do các nghệ sĩ không chuyên là những người con của Tân An thể hiện. Khát khao và hy vọng đầy tốt đẹp. Vâng, và để chào đón mùa xuân, mùa niềm hy vọng trong năm,
hôm nay ban tổ chức chương trình long trọng tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt mừng Đảng mừng Xuân Canh Tí ngày hôm nay. Và về dự với chương trình hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu. Một, ông Lê Xuân Thìn, Bí thư Chi bộ, trưởng ban tổ chức chương trình. Hai, ông Lê Văn Bình, trưởng thôn Tân An, trưởng ban tổ chức. Ba, ông Nguyễn Phúc Phúc, phó ban tổ chức chương trình. Và các ông bà trong ban ngành đoàn thể thôn Tân An. Và đặc biệt là sự có mặt của cả toàn thể nhân dân đã về đây tham dự chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Xuân Thìn, Bí thư Chi bộ thôn Tân An lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay thôn Tân An tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Canh Tí 2020. Về dự đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, cho phép tôi thay mặt Đảng, chính quyền, nhân dân thôn Tân An xin kính chúc các quý vị đại biểu quý khách gần xa cùng toàn thể nhân dân một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, năm Kỷ Hợi 2019 đã đi qua. Trong một năm 36 ngày miệt mài phấn đấu, thôn Tân An chúng ta đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ. Để chào mừng Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Chi bộ Đảng và nhân dân thôn Tân An quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 để đưa các phong trào thôn một tầm cao mới, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng được nâng cao, luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đảng, Nhà nước và địa phương giao. Thật xứng đáng là làng văn hóa thôn Tân An. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, chúc toàn thể nhân dân một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc đêm giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Lời chia sẻ rất là sâu sắc của các trưởng ban tổ chức chương trình. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông Lê Xuân Bình, trưởng ban tổ chức chương trình sẽ có một lời phát biểu. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trong thôn, đầu xuân năm mới, tôi xin chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trong thôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, an khang thịnh vượng, mọi sự được như ý. Văn hóa văn nghệ là một hoạt động thiết thực và bổ ích. Âm nhạc chính là cầu nối để chúng ta được giao lưu học hỏi, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, thắm đượm tình làng nghĩa xóm. Để có buổi đêm giao lưu văn nghệ tối hôm nay chính là nhờ sự đóng góp, ủng hộ, nhiệt tình của toàn thể nhân dân. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn tới toàn thể nhân dân tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi tổ chức chương trình văn nghệ. Đối với những diễn viên và ca sĩ không chuyên, thời gian tập luyện không nhiều nên không tránh khỏi sự thiếu sót. Rất mong bà con nhân dân thông cảm. Một lần nữa, tôi xin chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các diễn viên, ca sĩ không chuyên múa thật dẻo, hát thật hay. Chúc cho đêm giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Sau khi kết thúc chương trình văn nghệ, ban tổ chức chúng tôi tri ân toàn thể bà con nhân dân bằng cách gắp thăm trúng thưởng. Tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Canh Tí năm 2020 của thôn Tân An chính thức bắt đầu. Tiếp theo chương trình xin mời hai MC. Vâng, vừa rồi chúng ta đã được nghe những lời chia sẻ rất là sâu sắc của các vị đại biểu. Và thay mặt cho chương trình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Và một lần nữa xin kính chúc các đại biểu một năm mới nhiều may mắn, nhiều tài lộc và thật là hạnh phúc.
Kính thưa quý vị, và không để các quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, và sau đây chương trình văn nghệ xin được bắt đầu. Mừng Tết đến vạn lộc đến nhà nhà, cành mai vàng cành đào hồng tươi thắm, chúc cụ già sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Vâng, với lời ca đề nghĩa, sau đây xin mời quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu đón xem tiết mục Ngày Xuân Long Hùng Xung Vầy do các bé thiếu nhi trong thôn biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu để đón xem ạ.
tiếp theo chương trình điệu múa chuyện tình Thảo Nguyên cho tổ liên gia số 8. Cho thuyền em ngựa
xem với tôi qua phần thể hiện của tổ liên gia số 3. Xin toàn thể nhân dân cho một tràng pháo tay ạ. Thiếu nữ cười trong trò thành người quý vị ạ. Vâng,
Kính thưa quý vị, mùa xuân là mùa của từng hạt mưa long lanh rơi, là cũng là mùa của những lời thì thầm đong đầy yêu thương. Đó cũng là nội dung của bài hát Thì Thầm Mùa Xuân do ca sĩ Thu Thủy và Thu Hương đại diện tổ Liên Gia 66 thể hiện. Xin quý vị cùng lắng nghe những lời giải thích của các
Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, để được có thắng lợi mùa xuân năm 1975 thì các cháu ta đã phải thông đường mòn Hồ Chí Minh hay còn gọi là đường Trường Sơn. Sau đây là tiết mục của bà Kim, hội phụ nữ với ca khúc Đường Trường Sơn Xe Qua. Xin quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mỏi tiêu ước môi. Từ đó em yêu mà
Thank you.
của hội phụ nữ Bà Sinh ạ. Câu hát quan họ đã bước theo bước những người con Kinh Bắc đặt chân đến đất Ea Tho, huyện Crong Năng. Câu hát quan họ đã giúp họ vượt qua khó khăn, gian khổ để xây dựng cuộc sống ấm no trên vùng đất Tây Nguyên mới. Và đó cũng là nội dung bài hát Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên do nữ ca sĩ Bích Kim Thu đại diện tổ liên gia số 11 trình bày. Xin mời quý vị thính giả lắng nghe. Thank you.
tổ trưởng tổ liên gia số 10 ông Hồng Duyên đã không đốt chút thời gian và tiền bạc, đã gửi các cháu sang Ấn Độ để học múa. Và tiết mục tiếp theo là tổ liên gia số 10 với tiết mục múa Ấn Độ. Xin toàn thể nhân dân cùng cho một tràng pháo tay đúng không ạ? Yeah.
Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng chào đón điệu múa quạt bài sắc xuân do tổ liên gia số 2 trình bày. Xin chào quý vị. Thank you.
thương trên khắp néo đường quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng ngả sao hôm xuân lao lao tâm tình về mùa xuân đánh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi bên hương xanh tay nhịp nhàng ấm duyên, dưới nắng xuân trong bức hoa đang tỏ tình, còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế mong đợi xuân. Xuân xa thấy trong lòng luôn chứa tràn tiếng pháo vui vang đó đây ơi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước kìa, ngân sai này là xuân lên nghe bước chân tô đèn thế. Xuân ơi xuân vẫn một đời yêu mến xuân, nhạc nhục sẽ đến vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu lòng hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắng tới xuân lòng làm say. Ai xuôi đường trên khắp néo đường quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng ngả sao hôm xuân nao nao tận biệt với mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi bên đường xanh tay nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bức hoa đang tỏ tình, còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế bao đời xuân. Còn chưa người là thiết môi nhớ chế lòng đời xuân. Còn một xuân đẹp vui đất trời, còn một người là trên môi nhớ chế lòng đời xuân. Bạn xin chào ạ. Cảm ơn chương trình, xin mời quý vị chào đón tôn mục hát ông ca. Bài hát có tựa đề Bài ca thống nhất do ca sĩ Dương Vơ đại diện tổ lên ra sự chí. Xin mời anh em. Trời bão la giao lưu văn nghệ mừng đảng mừng quân tân tình.
bài thơ này thì là bài thơ đón xuân. Mà xuân là xuân đăng ký, xuân đăng ký, xuân hoa nảy lọc tâm tròn sắc xuân gây thắm người đón xuân. Cách tí thật thật sự hơn và cánh tí thật thật quý hơn và xuân hay xuân thở sắc cả là đầu đón xuân cánh tí đẹp cả nước cánh thở đón chào các nước nhảy vào đầu tướng tài chính rồi là sức an ninh trật tự góp phần quyền nam uy tín nhất trên toàn cầu. Cảm ơn thủ tướng và những phần thơ về đảng Đặng Xuân. Chúc các cụ sống vui sống khỏe con cháu ạ. Tỉnh cho ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Đó là các từ sâu lắng nói lên tình yêu thương của những người làm cha dành cho những người con yêu thương. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị đến với tiết mục của ca sĩ chuyên Bảo Châu với ca khúc Tình Cha. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ hay đêm trắng đó, mong muốn con được lớn con. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa này, và cha làm hộ con nhẹ nhàng cùng con và cha thế nói lạy con yêu ơi, con hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ gió xanh sao cho vừa, những lời của cha lòng năm xưa con huệ thì sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu công cha như huynh Thái Sơn nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra, cha đã nuôi con bằng tiêm sưởi ẩm thực tâm hồn để lay con lớn lên vẻ không quên được công ơn của cha của mẹ. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trần, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm nó, mong muốn con được lớn khôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, tiếp theo chương trình xin mời cùng chào đón tiết mục hát xong xa với ca khúc gửi về quan họ do ca sĩ Đức Phúc và ca sĩ Sơn Ba thể hiện. Xin mời. Với ca khúc Hai Quê, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
khúc có chủ đề là gửi cho những người con hai quê đi làm xa vẫn chưa về được với cả quê hương ăn Tết, thì hy vọng năm sau cố gắng dành thời gian để về với cả quê hương và bố mẹ. Tôi lớn lên bờ tan sông nước mắt, những chiều phố mây chẳng ngừng nở trôi, rồi xuôi ngược theo dòng đời sau đó tình hai quê.
chân trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính thưa quý vị, ca khúc vừa rồi đã khép lại chương trình văn nghệ mừng đảng mừng xuân của thôn Tân An ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình là phần bốc thăm may mắn vô cùng ý nghĩa của ngày hôm nay ạ. Quý vị có muốn cùng chúng tôi tham gia chương trình này không ạ? Có thế nào? Có muốn tham gia cùng chúng tôi không ạ? Vâng, vâng và về để vâng và sau đây thì xin mời chú Quý Chi sẽ chúng ta cùng thông qua thể loại của chương trình nhé. Là lần đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cùng toàn thể nhân dân đã lắng lại để cổ vũ cho chương trình văn nghệ mừng đảng mừng xuân được thành công rực rỡ. Và em xin được giới thiệu về giải thưởng của chúng ta ngày hôm nay có 5 giải, trong đó một giải đặc biệt, một giải nhất, hai giải nhì, 3 giải 3 và 4 giải khuyến khích. Còn rất là nhiều giải đúng không ạ? Và hy vọng là chúng ta sẽ may mắn được nhận được cái lá thăm may mắn của mình để mình nhận đúng không? Và không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa nhé, chương trình bốc thăm may mắn xin phép được bắt đầu ạ. Vâng, đầu tiên là xin bốc giải khuyến khích trước ạ. Vâng, xin mời ban tổ chức ạ. Thể loại là nếu như ai có đọc số mà đếm đến 1, 2, 3 mà không có người nhận thì em xin phép được chuyển cho người khác. Thật may mắn cho người khác được không? Để được công tâm nhất thì xin mời một khán giả lên công vụ đúng không ạ? Xin mời cháu Áo Lăng. Vâng, lần bốc thăm may mắn lần thứ nhất chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đón xem đó là số lá thăm bao nhiêu nhá. 218 và chúng ta hãy cùng nhìn xem thiếu thăm may mắn này thì đã thuộc về ai ạ? Vâng, xin mời các thuộc về bạn nhỏ kiểm tra xem đó là số bao nhiêu nhá. Con xin đọc to lên nhá. 57. Vâng, lá thăm may mắn này thuộc về ai ạ? Số 57 ạ. Rồi, xin chúc mừng mẹ ạ. Hồi hộp quá, chắc là cái dài cái đi số 3 này rồi ai? Con đang đọc to lên nhé. Số 18 ạ. Số 18 ạ. Số 18 ạ. Chúng ta hãy cùng nhìn ra có ai có số 18 không ạ? Là thăm may mắn số 18 không ạ? Em xin sẽ đến 3, nếu như số này mà không có người nhận thưởng sẽ chuyển cho số 3 người khác nhé. 1 2 3 xin đổi lượt bốc thăm tiếp theo. Chúng ta chú ý nha, giải hết lá thăm may mắn của mình ra phía trước để nhìn cho dễ. Không may mắn nào MC đến ca là mình mất quyền đấy ạ. Số tiếp theo là số 09. 09 ạ. 09 ạ. Rồi xin chúc mừng bé ạ. Chúng ta sẽ phần giải thưởng khuyến khích cho ba đá thăm may mắn nhất. Các nhà cùng cổ vũ cho các cháu đồng phần may mắn, các cháu năm nay hoàn thành học giỏi mới. Vâng, tiếp theo giải khuyến khích đó là giải 3 và chúng ta có 3 giải 3. Xem là chúng ta ai sẽ là người may mắn nhất trong ba đá thăm sắp tới. Vâng, xin mời ông Cúc ạ. Mở bốc chúng ta tham gia bốc đầu tiên. Ngày xuân đến, xuân xuân này xuân đã về. Tiếng trong giấc mơ mừng đón mùa xuân. Xuân xuân này xuân đến. À, số giải giải 3 xuân xuân có 2 chữ số. Số 8 đầu tiên. Số cuối là số 2, 82. 82 ạ, vâng, chúng ta xuân đã về. Có lúc vui nào vừa gần ngày xuân. Vâng, lần bốc thăm 12. Xin mời anh Lê Xuân Bình. Xuân xuân này bảy năm ạ.
phúc. Ông sẽ bốc tiếp xem là ai sẽ là người may mắn nhất trong xuân xuân đã xuân đã lời bốc ba này. Áo lúc cười đỏ về hoàn ngày xuân đến xuân xuân đã xuân số bốc không may mắn ở giải ba là giải cuối của giải ba này là có 3 chữ số ạ. Xin chúc mừng số 191 191 ạ. Bắt đầu chúng tôi sẽ đếm nha. 1, 2, 3. Chúng ta đã chưa tìm ra chủ nhân của lá thăng thứ ba này. Tiếp theo xin mời anh em chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân có số 212 ạ. Hôm nay là may mắn về cùng với các em tí nhi đúng không ạ? Chắc chắn là một năm mới của các em sẽ nhiều niềm vui, nhiều thành công. Xin chúc mừng và sau đây xin mời ông Nguyễn Xuân Vương Văn Phúc sẽ lên trao giải ba của chương trình ngày hôm nay. Nhiều giải vô cùng giá trị ạ. Đó là giải tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt bốc thăm để tìm ra hai giải nhì của chương trình ngày hôm nay. Hai giải nhì rất là giá trị ạ. Vâng, xin mời anh Lê Xuân Đình, anh sẽ tìm ra lá thăng may mắn nhất của giải nhì ngày hôm nay. Hồi hộp quá, không biết là mình có được giải không ạ. Vâng, bốc được lá thăng số 46 ạ. Ai là người số 46 ạ? Số 46 ạ. Số 46 ạ. Chúng ta hãy nhìn về lá thăng của mình đi ạ. Có ai có số 46 ạ? Vâng, vậy là chúng ta chưa tìm ra chủ nhân của lá thăng mang số 46. Đến em xin cho đến nha. 1 2. Coi như là chúng ta bỏ qua chuyện. À đây rồi, rất là may. Vừa đến đến ba thì chủ nhân của chiếc lá thăng may mắn đã đưa giờ ra cái thẻ số 46 ạ. Xin chúc mừng. Chúng ta cùng đến lượt bốc thăm số 1 số giải nhì đặc biệt đấy. Rất có giá trị. Xin chúc mừng người may mắn thứ hai của giải nhì. Số 2 đầu tiên. Số 8 ở cuối cùng. Và số 3 ở giữa. Xin chúc mừng số 2. Hôm nay cháu rất may mắn được hai giải, một giải giải ba, một giải bốn. Sau đây xin mời bà Sinh và chị Thu Hương sẽ cùng lên trao giải nhì của chương trình ngày hôm nay. Chúc mừng hai chủ nhân vô cùng may mắn đã nhận được hai giải thưởng vô cùng giá trị ngày hôm nay ạ. Xin những các cháu được chúc cho các cháu học hành đại học giỏi, chăm ngoan học giỏi. Vâng, và còn hai giải vô cùng giá trị đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần
dài nhất của chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin mời ông Lê Xuân Đình sẽ cùng lên bốc lá thăm may mắn của giải nhất. Và giải nhất của chúng ta có một giải ạ. Vâng, xin mời ông Lê Xuân Đình. Bên dưới đang nói là mang thật mạnh vào ạ. Và một giải nhất xin mời. Giải nhất của chúng ta cũng là có 3 số rất là may mắn. Xin mời ông Đặng. 216. 216 ạ. Ai là người giải nhất của chương trình ngày hôm nay nhỉ? Ai có 216 ạ? Xin chúc mừng. Xin chúc mừng ạ. Bé đây là người rất là may mắn đúng không ạ? Đã giải nhất của chương trình, xin mời cháu ngoại của Hùng, người rồi cháu ngoại của Hùng, Hùng. Rồi rất là may mắn luôn ạ, giải thưởng vô cùng giá trị. Sau đây xin mời anh Lê Xuân Đình sẽ lên trao giải nhất vô cùng giá trị của chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chúc mừng bé và gia đình đã nhận được giải nhất của chương trình ngày hôm nay. Số này xin ai là người may mắn nhất trong chương trình Lê Văn Bình, trưởng khu hành trình trên không gian Nam xin đặt là số 1. Lộc tài ở khắp nơi vô cùng, mỗi ngày mới an khang. Giải đặc biệt của chúng ta con số 1 3. Vâng, xin chúc mừng bé. Vâng, và ngay sau đây xin mời ông Lê Xuân Đình và ông Nguyễn Văn Cúc sẽ cùng trao giải đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Ông đem văn nghệ vườn đảo Bình Xuân 2020 đang kết thúc và đây.